Anh có mệt lắm không? Công việc công ty vẫn ổn cả chứ? Bình thường, ngày nào cho thế. Hay. Mệt lắm, để ngủ. Alo mày à? Từ ngày tao sinh đứa thứ hai, anh ấy lạnh nhạt với tao, không còn như lúc trước nữa. Mà dạo gần đây, tao thấy anh ấy khác lắm. Trước à, lão chồng tao cũng thế mày ạ. Mày lên thử web Tomato ấy, mua cái sản phẩm BK từ xem. Tao dùng rồi, giờ lão ý thay đổi khác hẳn, dính tao như Sam ấy. Anh, em có điều bất ngờ dành cho anh đây.